Vào kỳ nghỉ hè, hầu hết mọi người thích được bơi, nhưng nhiều phụ nữ cảm thấy e ngại khi kỳ nghỉ trùng với kỳ kinh nguyệt, lo lắng việc bơi lội gây nhiễm trùng. Có thể bơi trong kỳ kinh nguyệt. Nếu kỳ du lịch sắp tới trùng vào kỳ kinh nguyệt, phụ nữ cũng đừng quá lo lắng và dừng việc đi bơi. Các nghiên cứu cho thấy, hoạt động thể dục bao gồm cả bơi lội có thể tăng cường sản xuất endorphin trong não, có thể giúp làm dịu chứng ruột rút trong thời kỳ kinh nguyệt. Đồng thời, hoạt động bơi lội trong những ngày trước chu kỳ và cuối chu kỳ kinh nguyệt có thể giúp giảm thiểu các tác dụng phụ khó chịu mà phụ nữ thường gặp phải. Trong kỳ kinh nguyệt, những phụ nữ thường xuyên tập thể dục sẽ ít bị chuột rút hơn. Phụ nữ thường xuyên bơi 30 phút mỗi ngày, 3 lần một tuần, ngoại trừ trong 3 ngày đầu tiên của kỳ kinh nguyệt sẽ giảm các triệu chứng hội chứng tiền kinh nguyệt như đau đầu, mệt mỏi, đau ngực và chuột rút. Có mất vệ sinh khi bơi trong kỳ kinh nguyệt không? Thực tế, bơi trong kỳ kinh nguyệt không gây mất vệ sinh nếu sử dụng biện pháp bảo vệ thích hợp để đi bơi, nên chị em không cần quá lo lắng về việc máu rỉ ra và làm nhiễm bẩn nước. Áp lực nước ở cả bể bơi và biển thường làm giảm lưu lượng máu khi bơi. Nếu có bất kỳ thay đổi nào về áp suất trong ổ bụng, chẳng hạn như khi hắt hơi, cười hoặc ho, thì khi đó máu có thể bị đẩy ra ngoài. Tuy nhiên, khi ra khỏi bể bơi hoặc khu vực tắm biển thì sự thay đổi áp suất sẽ dễ khiến kinh nguyệt bắt đầu lại. Do đó, chị em chú ý, khi đi bơi trong kỳ kinh nguyệt, cần sử dụng các sản phẩm an toàn và hiệu quả để ngăn rò rỉ khi ở dưới nước trong kỳ kinh nguyệt và giúp thoải mái hơn. Dễ bị nhiễm trùng khi đi bơi trong kỳ kinh nguyệt không? Bơi lội trong kỳ kinh nguyệt không làm tăng nguy cơ nhiễm trùng ông đạo, nhưng theo bác sĩ Thúy An, không nên bơi lội ngâm mình trong nước quá lâu để đảm bảo vệ sinh kinh nguyệt. Chú ý, nếu bơi ở bể bơi có clo có thể gây kích ứng âm đạo. Điều này có thể khiến phụ nữ bị nhiễm trùng nấm men hoặc viêm âm đạo do vi khuẩn. Để giảm thiểu rủi ro về điều này, cần tắm và thay quần áo khô sạch ngay khi bơi để tránh tiếp xúc lâu với hóa chất. Nếu có bất cứ điều gì bất thường đối với cơ thể hoặc nếu có điều gì đó lo lắng, hãy đi khám. Cách lựa chọn sản phẩm khi đi bơi ngày đèn đỏ. Có một số lựa chọn như băng vệ sinh và cốc nguyệt san là những sản phẩm có thể dùng khi đi bơi trong kỳ kinh nguyệt. Băng vệ sinh tampon. Băng vệ sinh tampon đã được các nữ vận động viên bơi lội sử dụng thường xuyên. Tampon là một loại băng vệ sinh hiện đại có hình dạng ống tròn và có kích thước phù hợp để đưa vào bên trong âm đạo. Khác với các loại băng vệ sinh khác, tampon có khả năng thấm hút rất mạnh, không rò rỉ, giúp âm đạo luôn sạch sẽ và khô thoáng. Chúng thuận tiện và an toàn sử dụng khi bơi lội. Nhưng cần nhớ, thay tampon tốt nhất khoảng 4 đến 5 tiếng, chú ý không để quá 8 tiếng để ngừa nguy cơ mắc hội chứng sốc độc tố. Cốc nguyệt san. Cốc nguyệt san là một lựa chọn tốt khác cho phụ nữ bơi lội trong kỳ kinh nguyệt. Cốc nguyệt san được làm bằng silicone, được thiết kế đặc biệt để vừa vặn với âm đạo của phụ nữ. Dụng cụ này có thể thu thập thay vì hấp thụ máu kinh, có thể đựng trong tối đa 12 giờ. Vì vậy đây là một giải pháp thay thế lâu dài cho băng vệ sinh. Hơn nữa, các cạnh của cốc nguyệt san đã được thiết kế phù hợp với âm đạo, tránh gây tràn ra ngoài trong những ngày hành kinh, vì vậy không cần lo lắng về bất kỳ do gì nào. Có thể trì hoãn kinh nguyệt để bơi lội. Nếu đang đi nghỉ và thực sự muốn bơi khi đang trong kỳ kinh nguyệt, có thể trì hoãn kỳ kinh bằng cách sử dụng thuốc như thuốc tránh thai nội tiết tố kết hợp. Tuy nhiên, theo dược sĩ Vũ Thủy Dương, nên cân nhắc trong những trường hợp bất đắc dĩ mới phải dùng thuốc, bởi nếu sử dụng nhiều, thuốc sẽ gây ức chế chu kỳ hormone tự nhiên của cơ thể. Do đó, nên hỏi ý kiến bác sĩ về các lựa chọn, cách sử dụng nếu thật sự muốn trì hoãn thời kỳ kinh nguyệt cho kỳ nghỉ do quá đam mê bơi lội.